Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Nghe Trang Đọc truyện Ngôn Tình được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày Trong phần 4 của bộ truyện Vượng ẩn thiên hạ của tác giả Nguyệt Xuất Vân thì Hoa Chứ Vũ sau khi bị đưa tới phòng giặt đồ làm cu ly thì nàng muốn lợi dụng lễ mừng thọ của bạch mã phu nhân đông người náo nhiệt thì nhân lúc đi giao trang phục sẽ đến các viện thì sẽ chạy trốn thế nhưng mà lại bị cơ thiếp của tiêu dận tính kế và bị nhốt vào phòng củi và qua cuộc nói chuyện phiếm của binh sĩ canh cửa thì nàng được biết là hóa ra là hoa mục tướng quân đã bị gắn uh, gán cho tội danh làm phản và 10 ngày sau thì sẽ bị xử trảm toàn gia cùng với cả các tướng lĩnh của ông ở thành Tây Lương Thì Hoa chiếu vũ đã làm một giao dịch với tiêu giận Hắn sẽ cho nàng ngựa và lương thực để đi cứu người Còn sau đó thì nàng sẽ phải quay lại Bắc Triều Để tiếp tục giúp hắn xử lý nốt công việc của những bộ tộc bất phục kia Tại Lương Châu thì nàng hóa thân thành Tây Tu La Doanh sơ tà đi cướp pháp trường Và một lần nữa lại đụng độ với cơ tả tướng Lần này hắn đã trở thành giám chạm để chém đầu cả nhà của nàng Sau khi cứu thoát được hoa mục tướng quân thì Hoa Chí Vũ đã chia tay với Bình Lão Đại và Đan Hoàng, còn bản thân thì tiếp tục chạy về phương Bắc, thu hút sự đuổi bắt của Truy Binh. Và lúc sắp đi đến đường cùng thì nàng lại được một nam tử thần bí ngồi trong xe ngựa sai quản gia cứu giúp và sau đó thì đã gặp được đội săn bắn của Thái tử Bắc Triều trước khi nàng hoàn toàn mất đi ý thức. Vậy thì nam tử thần bí đã cứu Hoa Chí Vũ là ai? và tiêu giận có phải là đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với nữ nhân nam triều nhìn thì mong manh nhưng lại vô cùng kiêu ngạo quật cường này hay không các bạn đón nghe tiếp tập 5 để được biết thêm chi tiết nhé và như thường lệ thì các bạn đừng quên uh, comment để cổ vũ cho chan like share và subscribe kênh truyện để giúp cho kênh phát triển hơn và cập nhật chuyện mới mỗi ngày Donate ủng hộ cho chan qua số tài khoản ngân hàng số tài khoản paper hoặc số ví momo Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chương 36 Gió tuyết Hoa chứa vũ nằm mơ Trong giấc mơ có rất nhiều gương mặt Có người quen cũng có người không quen mơ hồ chớp lên trước mắt nàng Mà cuối cùng tất cả bọn họ đan vào nhau thành một hình ảnh đậm màu đỏ chói Đầy thê thảm bi thương Đến khi tỉnh lại, Hoa Chứa Vũ đã ở trong phủ thái tử tiêu giận, ở trong thiên điện trước kia khi còn làm tư tẩm ở một nơi xa lạ Muốn thương tâm cũng không được Nàng chỉ có thể đem tất cả mọi chuyện trước đây Tất cả đau thương trước đây chôn thật sâu vào trong lòng Chỉ khi màn đêm buông xuống Ở một góc không người Một mình gặp nhấm nỗi đau lóc da lóc thịt kia Vết thương trên người nàng cũng không quá nghiêm trọng Chủ yếu là do nàng bị phong hàn Lại thêm khí huyết tích tụ trong lòng Nên lần phát bệnh này cũng không ngắn Đợi đến khi nàng khỏi hẳn Thì đã qua tháng tư Khung cảnh hoa cỏ tươi mát xuân ý rào rạt Đã đột ngột trở lạnh Gió bắc cuồng nộ mang theo bão cát dày đặc có biết từ đâu thổi tới đây, chỉ thấy rét lạnh vô cùng. Liên tục hai ngày liền, đến ngày thứ ba thì bắt đầu có tuyết rơi. Ban đầu chỉ là những hạt tuyết nhỏ rơi lất phất, sau đó rơi rào rào, chuyển thành tuyết rơi trắng trời, bay lạ tạ như hoa rơi bướm lượn. Lại thêm hai ngày sau đó, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa không khác gì mùa đông. Người trong phủ thái tử đều mặc áo lông kiều, trong phòng cũng cho đốt chậu than ủ ấm. Hòa trừ vũ không khỏi cảm thán Thời tiết bắc Triều thật khó lường như lòng người Vốn hôm qua còn ấm áp Sáng nay đã ngập tràn băng tuyết Ngày đó tiêu dẫn đến Nam Triều tuyển Thái Tử Phi Mọi người Nam Triều đề nói Khí hậu Bắc Triều không hợp cho người Nam Triều sinh sống Những lời này quả thật rất đúng Thời tiết thay đổi chóng mặt như vậy Đối với những tiểu thư khuê các từ nhỏ đã sống Ở một nơi khí hậu ôn hòa như Nam Triều Làm sao có thể chịu đựng được Bảo sao Ai tránh được đều muốn tránh từ lúc Hoa Chứ Vũ tỉnh dậy Cũng chưa nhìn thấy bóng dáng tiêu giận Nhưng sau khi có tuyết rơi Hồi tuyết lại mang tới cho nàng một chiếc áo khoác lông cáo Ngày nào hồi tuyết cũng ở cùng một chỗ với nàng Gần như trở thành thị nữ bên người Hồi tuyết vẫn gọi nàng là Đan Hoàng Cũng không hỏi nàng những chuyện khi nàng quay về Lương Châu Trận tuyết lớn đột ngột này ảnh hưởng rất lớn tới Bắc Triều Rất nhiều dân tộc du mục bị chết đói chết rét Mấy ngày nay tiêu giận không ở trong phủ Nghe nói là lo giải quyết chuyện nạn dân Giữa trưa mấy ngày sau, Hoa Trừ Vũ đang ngồi trong phòng sưởi ấm với Hồi Tuyết, nghe Hồi Tuyết kể mới biết, Tiêu Dận không chỉ bận rộn có chuyện nạn dân, mà còn là vì chuyện khai chiến. Trên thảo nguyên có ba bộ lạc không chịu thần phục Bắc Triều là bộ lạc Hà Khương, bộ lạc Kha Nhĩ Khố và bộ lạc Đóa Sâm. Ba bộ lạc này liên hợp lại, nhân đợt gió tuyết tập kích những bộ lạc du mục của Bắc Triều. Tiêu Dận đã tự mình dẫn theo hai vạn binh mã tiến đến trinh phạt. Lần này điện hạ đã quyết thu phục bằng được ba bộ lạc kia. Hồi tuyết ngồi phía trước chậu than thản nhiên nói, hai tay cũng không hề nhàn rỗi. Những ngón tay thoan thoát liên hồi cũng không biết đang theo thứ gì. Hoa chư vũ rúc vào giường, nhịn không được, cười châm chọc. Thì ra, tiêu dẫn không đem lời hứa của nàng để ở trong lòng. Người đàn ông kiêu ngạo như hắn quả nhiên cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của phụ nữ. Mà cũng có lẽ là hắn không tin nàng. Nếu đã như vậy, sau ngày đó hắn còn đồng ý cho nàng quay về Nam Triều hoa chứ vũ càng nghĩ càng thấy khó hiểu vậy chiến sự bây giờ thế nào rồi hoa chứ vũ buộc miệng hỏi ba bộ lạc kia cũng coi như là bộ lạc lớn trên thảo nguyên bình mã anh dũng thiện chiến nghe thám tử báo lại tuy quân ta vừa mới đại chiến cùng nam triều thực lực có phần suy yếu nhưng dựa vào mưu lược của điện hạ đã tạm thời đánh đuổi bọn họ về phía sông đồ đồ Hố nhi hiện nay hai quân đều cắm trại bên hai bờ sông giữ thế rằng co nhưng ta đoán điện hạ nhất định sẽ thừa sáng xông lên. Lúc này ý muốn thu phục ba bộ lạc kia của ngài ấy rất mạnh mẽ. Hồi tuyết khẽ nói, hoa trừ vũ cũng gật đầu. Nghe nói ba bộ lạc này thường xuyên quấy rối các bộ lạc khác ở vùng Tây Bắc là mối họa trong lòng Bắc Triều. Chỉ sợ tiêu giận ngày đêm đều luôn nghĩ đến việc thu phục bọn họ. Chỉ là bao nhiêu năm qua vẫn chưa thể nào thu phục được. E rằng ba bộ lạc kia cũng không hề dễ đối phó. Đến bây giờ lại càng không đơn giản. Hoa trừ vũ nhăn mày, khoảng cách hai quân là một con sông vậy phải truy kích thế nào dựa vào thời tiết bây giờ giữa sông chắc đã kết một lớp băng rất dày muốn qua sông cũng không phải không thể hoa chư vũ đứng dậy mặc áo choàng da cáo vào nói với hồi tuyết ngồi lâu cũng buồn chúng ta ra ngoài dạo chơi trong viện lất phất những bông tuyết rơi đem phủ lên mái hiên nhánh cây thành một vẻ đẹp trắng xóa mấy gốc cây bữa trước còn nở hoa rực rỡ lúc này đã bị gió tuyết tàn phá chỉ còn lại những cảnh cây thưa thớt vô cùng thê thảm trong viện có mấy thị nữ đang quét tuyết cái chổi trong tay rất mềm mỗi khi quét tới chỗ tuyết rơi dày phải tốn rất nhiều sức hòa trừ vũ nhìn bỗng nhiên nhớ tới khi còn ở vũ đô cũng có một năm rất lạnh mùa đông năm đó bất ngờ có một trận tuyết lớn mùa đông ở vũ đô rất ít khi có tuyết nên dân chúng vũ đô cảm thấy rất mới lạ nhất là những đứa trẻ nhỏ chúng không sợ lạnh chạy ra ngoài chơi ném tuyết nhưng lần đó tuyết rơi quá nhiều, chưa đến 3 ngày sau, tuyết đã đọng dày tới mức không thể quét nổi. Sau đó, có một tên nô bộc thấy vậy đã dùng muối rắc lên trên tuyết, tuyết rất nhanh đã bị tan ra. Nghĩ tới đây trong đầu hoa chư vũ, đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hồi tuyết, chỗ ở của ba bộ lạc kia có sản xuất muối không? Có, tổng Hà Khương ở vùng Thanh Lũng, nơi đó có rất nhiều hồ muối trắng, vừa trong vừa sạch. Ở trên thảo nguyên chỉ có muối thanh lũng là nổi tiếng nhất, hôm nào thời tiết như thế này từ xa nhìn về phía hồ muối chỉ có một màu trắng như tuyết tỏa ra ánh sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt hoa chứ vũ nghe thấy thì nhăn chặt lông mày lại đan hoàng, có gì không ổn sao hồi tuyết ngưng trọng hỏi hoa chứ vũ kéo chặt chiếc áo choàng lông cáo lên nói hy vọng mọi việc không giống như ta nghĩ hồi tuyết cô nói tối nay thái tử sẽ qua sông cướp trại sao hồi tuyết ngẫm nghĩ nói chắc chắn hồi tuyết ta muốn tới chiến trường nếu chậm trễ sẽ xảy ra chuyện." Hoa Chi Vũ trầm mặc, nàng từng đồng ý với Tiêu Dận sẽ giúp hắn thu phục ba bộ lạc này, tuy hắn không để nàng vào trong mắt, nhưng nàng vẫn muốn thực hiện lời hứa của mình. "Được, ta phái người đi chuẩn bị ngựa." Hồi Tuyết đồng ý nói vội vã đi chuẩn bị các thứ. Trước khi thái tử điện hạ rời đi, đã bảo cô phải nghe theo mọi mệnh lệnh của đan hoàng, lúc này cô ấy nói muốn ra chiến trường, cô cũng chỉ có thể nghe theo. Ngày buổi chiều hôm đó, Hoa Chế Vũ dẫn theo hồi tuyết và mười mấy tên hộ vệ, dục ngựa đi thẳng về phía chiến trường. Chạy thẳng từ chiều đến đêm, gió bắc vẫn đang u u can quét, bầu trời u ám, dày đặc mây đen, chẳng sao để trốn hết vào sau những đám mây, không có lấy một tia sáng dọi xuống. Thời tiết như vậy đúng là thời cơ cướp trại tốt nhất, nhưng nếu như chúng phải bẫy quần địch thì xong rồi. Hoa Chế Vũ vừa dục ngựa vừa hỏi, hồi tuyết có cách nào khác để liên lạc với thái tử không? Giọng nói hồi tuyết đầy lo lắng truyền đến trong bóng tối. Còn có hải đông thanh và những con chim ưng được huấn luyện nữa. Nhưng bọn nó đều đã được đưa ra chiến trường cả rồi. Đúng rồi, trên chiến trường bây giờ lúc nào cũng cần truyền tin. Bọn họ chỉ là nữ nhân trong phủ, đâu cần sử dụng đến chúng. Chỉ hy vọng mọi chuyện đừng giống như nàng nghĩ. Chương 37 Mưu kế ban đầu Hoa chư vũ và hồi tuyết cũng không chạy đến chiến trường vì khi đến giữa đường thì các nàng đã gặp những binh sĩ Bắc Triều lui về. Trận chiến này bọn họ đã thua Lúc Hoa Chư Vũ gặp được bọn họ Là lúc bọn họ đã lui đến chỗ cách Thượng Kinh 200 dặm Xây dựng căn cứ tạm thời Gió bắc cuồng nộ Ánh trăng lộ ra những đường cong màu sau đám mây Tuyệt động bao trùm trời đất một màu trắng xóa Hoa Chư Vũ cưỡi ngựa theo sát hồi tuyết Xuyên qua một loạt binh sĩ mới gặp được tiêu dận Hắn cưỡi đại hắc mã, thong thả đi trong vòng vây của binh sĩ, áo giáp màu đen sơ xác trong màn đêm lạnh giá, khuôn mặt tuấn mỹ phủ thêm một tầng sương mỏng, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. Cô tới đây làm gì? Hắn nhìn thấy Hoa Chư Vũ, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước. Hoa Chư Vũ xoay người nhảy xuống ngựa, cuối cùng nàng vẫn tới muộn một bước. Nàng đang muốn nói chuyện, đã thấy thân hình cao lớn run lên lảo đảo, sau đó nặng nề rơi từ trên lưng ngựa xuống. Điện hạ! Hồi tuyết xông tới trước mặt tiêu giận, gương mặt trắng bạch. Khanh Vân Tế Nguyệt cũng cuống quyết nhảy xuống ngựa, đem tiêu giận vào trong trại. Trại vừa mới dựng xong, có thị nữ châm nến lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp tiêu dận nằm ở trên giường gương mặt trắng bệch như tuyết hắn cố chịu đựng đau đớn ánh mắt màu tím đã sớm ảm đạm trở thành một màu đen như mực hồi tuyết vươn tay cẩn thận cởi áo giáp trên người hắn rồi lại cởi tiếp hộ giáp trước ngực thế này mới phát hiện ra trước ngực tiêu dận có cắm một đoạn kiếm máu tươi theo đoạn kiếm gãy trời xuống nhìn qua thật sự rất ghê người điện hạ bị thương các người cũng không biết hay sao các người bảo vệ điện hạ kiểu gì thế Mặt hồi tuyết trắng nhợt nói Hoa chư vũ nhìn mấy người đang quỳ gối trước mặt tiêu giận Chỉ thấy ba người Lưu Phong, Khinh Vân và Tế Nguyệt Cũng không khá hơn là bao Quần áo đẫm máu Cũng không biết là máu của kẻ địch hay là máu của bọn họ Bởi vậy có thể thấy trận chiến vừa rồi thảm thiết tới cỡ nào Điện hạ bị thương Tự mình bẻ gãy chuôi kiếm Còn bảo chúng ta không được nói ra chuyện ngày ấy bị thương Sợ làm rối loạn quân tâm một mình chịu đựng vết thương còn chiến đấu rất hàng hái Tiếng của Lưu Phong càng ngày càng thấp Còn có phần nghẹn ngào Tiêu giận khẽ khụ một tiếng lạnh giọng Lưu Phong, người vận chân khí Rút đoàn kiếm trước ngực ta ra Giọng nói của hắn tuy bé Nhưng là vẫn đầy uy nghiêm như trước Mọi người nghe vậy trong lòng đều căng thẳng Có người vội vàng đi truyền quân y Lưu Phong trầm dạng Đáp ứng, đứng lên đang định rút kiếm ra Từ từ Hoa chơi vũ mở miệng Nàng thật không hiểu sao ai ở Bắc Triều cũng lỗ mãng như vậy vết thương của tiêu giận nằm ở trước ngực nếu như mạo muội rút kiếm ra sẽ rất dễ bị chảy máu đến chết đến lúc đó cho dù có là thần tiên cũng không cứu được tất cả mọi người đều đang chú ý tới vết thương của tiêu giận còn chưa kịp để ý tới hoa chiêu vũ lúc này nghe nàng nói vậy liền quay đầu nhìn nàng đầy vẻ khó hiểu ngay cả tiêu giận cũng u ám nhìn nàng kiếm này không được rút tùy tiện các người đã chuẩn bị thuốc cầm máu chưa có ngăn mấy huyện cự khuyết trung cực bách hối với mấy huyện thảo khác lại không tùy tiện rút kiếm ra như vậy nếu như bị rong huyết các người sẽ làm như thế nào đây Hoàng trừ vũ đang đứng tựa bên cạnh cửa chiếc áo da cáo ôm trọn lấy khuôn cằm của nàng lộ ra vẻ mặt điềm tĩnh nàng không phải là quân y nhưng thái tiểu tứ thân vệ của nàng lại chính là một thần y nên đối với những cách trị thương thông thường nàng đã được xem qua vài lần cũng coi như có chút hiểu biết tiểu giận hơi ngạc nhiên đăm chiêu nhìn nàng cảm thấy lời của nàng cũng có đạo lý liền gật đầu nói Liêu Phong, người ngăn ba huyện đạo này lại cho ta. Liêu Phong khó xử gãi đầu do dự nói. Điện hạ, thuộc hạ vô năng, huyện cự khuyết, thuộc hạ còn biết. Thế nhưng mà trung cực và bách hối nằm ở chỗ nào thì thuộc hạ không biết. Những thân vệ khác cũng lắc đầu. Lồng ngực tiêu giận, co đập, đau dữ dội. Hắn thở dốc một hơi, ánh mắt càng thêm lạnh. Con đường học võ của Bắc Triều cũng giống Nam Triều. Bọn họ chỉ nhận biết được vài huyệt vị quan trọng nhưng từ khi Hoa Chư Vũ bắt đầu luyện võ đã học cách nhận thức huyệt đạo nên có thể xác định vị trí rất chuẩn xác. Đan Hoàng từng học qua ít kiến thức trong quân doanh có thể xác định vị trí những huyệt đạo này. Không biết Điện hạ có tin tưởng Đan Hoàng hay không? Hoa Chư Vũ chậm rãi nói. Tiêu Dận uể oải nhìn nàng trong mắt như vừa lóe lên một tia chớp vậy. Hắn gật đầu đồng ý. Hoa Chư Vũ chậm rãi đi đến gần hắn vận khí điểm ba huyệt đạo trước ngực giảm bớt tốc độ lưu thông máu nhưng vào lúc này Quân y cũng đã chạy tới Lưu Phong vận khí ấn vào sau lưng tiêu dận. Đẩy nửa thanh kiếm kia ra Hai quân y cuống quýt đắp thuốc vào miệng vết thương Rồi dùng vải băng bó lại Hồi tuyết Các người vội vã chạy tới đây làm gì thế Tiêu dận nhắm hai mắt lại Nằm trên giường lạnh giọng hỏi Bẩm điện hạ Lần này là nô tỳ tới là muốn ngăn điện hạ đi cướp trải Không ngờ vẫn tới chậm một bước Đan Hoàng nói Tổng Hà Khương có rất nhiều muối trắng Cô ấy sợ quân địch dùng muối phá băng đợi đến khi quân ta qua sông băng sẽ bị vỡ chặn đứt đầu đuôi quân ta lúc đó phục binh xong ra quân ta chắc chắn sẽ thảm bại tiêu giận với mấy tên thân vệ nghe thấy như vậy có phần nghẹn họng chân chối lời của hồi tuyết giống hệt như tận mắt chứng kiến trận đánh vừa rồi vốn bọn họ định tập kích bất ngờ ai rẻ lại chúng mai phục càng khó hiểu hơn là những tảng băng kiên cố lại đột ngột gãy nứt tổn thân binh sĩ không nói, còn cắt đạo quân ra làm hai, tàn giã lực lượng. Vốn hắn còn nghĩ ông trời không phù hộ, giờ mới nghĩ ra, lùng vó ngựa đi trên băng không hề bị trơn trượt, chẳng lẽ chính là do muối sao? Tất cả lùi xuống, đàn hoàng ở lại. Tiêu giận dựa vào thành giường, nhào mắt nói, mọi người nghe vậy thì nháy mắt đã lùi hết toàn bộ. Đan Hoàng, cô tới đây là để thực hiện lời hứa của mình sao? Nếu đã đến đây, vậy cô có thể nói cho bản điện hạ nghe, trận này nên đánh tiếp như thế nào? tiêu giận nghiêng đầu nhìn nàng hoa trừ vũ cười khẽ nhàn nhạt, nhạt nói kỳ thận nếu muốn truyền bại thành thắng cũng không phải là quá khó ồ tiêu giận nhíu mày dưới ánh nến cô gái mặc áo choàng da cáo thần sắc thong rong đẹp như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ chỉ có đôi mắt trong suốt như làn thu ba thoáng hiện lên một tia sắc bén hắn giật mình phát hiện nàng đã thay đổi sau khi khỏi bệnh nàng đã gầy đi nhiều chiếc cằm nhọn hoắt khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh sự thương tiếc nhưng những thứ thay đổi không chỉ có dung mạo. Đôi mắt trong veo như làn nước đã xuất hiện thêm một thứ, đó là cảm giác bi thương nồng đậm. Tuy nàng che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra. Không những thế, cả người nàng còn sinh ra cảm giác xa cách, giống như có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không thể tác động được tới nàng. Điều này khiến hắn có cảm giác, nàng giúp hắn đơn thuần chỉ là vì lời hứa của mình, ngoài ra không còn vì nguyên nhân nào khác. Chương 38: Bức địch thoái lui loại cảm giác này khiến tiêu giận khó chịu trong lòng thật ra có thể nói từ khi gặp gỡ người con gái này trong lòng hắn chưa từng cảm thấy thoải mái nhưng không biết vì sao hắn không thể giận càng không thể hận nàng có thượng sách gì thì cứ nói đừng ngại hắn nằm nghiêng ở trên giường gương mặt tái nhợt khẽ cười hoa chữ vũ ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt đạm bạc bình tĩnh nói cũng không phải thượng sách gì chỉ là công bằng nằm trong lòng người thôi trên đường tới đây, Hoa Trừ Vũ đã nghe Hồi Tuyết kể qua một số chuyện về ba bộ lạc. Cái này gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tuy những chuyện nghe được không có chuyện nào quan trọng, nhưng cũng đủ để đánh lui kẻ địch. Bên ngoài trại, gió bắc vẫn thét cao ầm ĩ đập vào vải lều phát ra những tiếng sột soạt. Tuyết rơi đất như hòa vào ánh trăng, chiếu rọi hàng ngàn kỵ binh đang chỉnh đốn hàng ngũ. Trong trại lớn bằng da dê, thi thoảng có tiếng nến cháy trong không khí, khắp nơi tràn ngập một mùi dầu mỡ, vài tên tướng lĩnh của tiêu giận bước vào trong hữu úy đặt kỳ tả úy trương tích còn có vài tướng sĩ hoa chư vũ không biết tên áo giáp bọn họ mặc trên người đều rất té tua áo choàng dính máu đông thành những tia băng vừa vào trong phòng thì bắt đầu tan chảy chỉ một thoáng cả phòng đã đầy mùi máu tươi tiêu giận được hồi tuyết đỡ dậy dựa nửa người vào giường thản nhiên nhìn những tướng sĩ của hắn những người này nghĩ tiêu giận triệu bọn họ đến là để nghiên cứu và thảo luận chiến sự, nên khi tiến vào nội trướng, bắt đầu cất lời nói. Đây là lần đầu tiên bọn họ đi thu phục Thảo Nguyên vì ăn một cú tức lớn như vậy, ai ai cũng đầy căn phẫn. Có một tướng sĩ không kìm được mắng chửi. Cái lão tặng đồ nhĩ cáp kia thật sự quá tì bỉ, biết rõ chúng ta đã tổn thất phân nửa binh lực với Nam Triều, trước mắt chỉ cần phải nghỉ ngơi khôi phục. Hắn lại cấu kết với bộ nhạc, khà nhĩ khố và bộ lạc đoá xâm tấn công chúng ta. Trận tối nay chúng ta lại tổn thất không ít huynh đệ Nếu đợi đến sáng Bọn họ kiểm kê chiến trường biết chúng ta tổn hại nhiều binh sĩ như vậy nhận định sẽ tiến công lần nữa Binh lực trước mắt của chúng ta rất yếu Nếu chống chọi với bọn họ Chỉ sợ cũng là cái dũng của kẻ thất phu Điện hạ không bằng tạm thời nghị hòa Đợi sau này thảo phạt lại Một tướng sĩ đen mặt nói Vạn lần không thể Ba bộ lạc này rất cường hãn Sao có thể để lòng nghị hòa lại nói bắt chiều chúng ta hạ mình nghị hòa với những bộ tộc nhỏ đó Định làm trò cười cho người khác hay sao Trường tích cao mày nói Không bằng chúng ta tạm thời lui lại Trở về kinh thành thủ vững một thời gian Đến lúc đó chúng ta tới Nam Triều hoặc Đông Yến Tìm cứu binh là có thể truyền bại thành thắng Không được không được Không thể để chiến tranh lan tới kinh thành Nếu không thủ vững được thì sao Còn bà nó ta cũng không tin Ta không đánh bại được bọn rùa con kia Điện hạ đạt kỳ muốn lãnh binh đi nghênh chiến đặt kỳ quỳ dạp xuống đất thổ lỗ nói Tiêu giận nằm dựa trên giường thở ơ nhìn đám tướng sĩ cãi nhau Có người muốn lùi, có người muốn cầu hòa Còn có người chủ trương tiếp tục ngân chiến Nhưng cũng không nghĩ ra được kế sách hay ho nào Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hoa chư vũ đang đứng Nhiều tướng sĩ như vậy Nhưng không một ai so được với nàng Hắn khẽ ho khan một tiếng Những tiếng cãi vã lập tức dừng lại Trong phòng một mảnh yên tĩnh Chúng ta không thể lùi lại càng không thể cầu hòa chỉ có thể ngân chiến nhưng chiến như thế nào họ khan liên tiếp tiêu giận nhăn mày gương mặt tái nhợt càng khắc sâu thêm vẻ tuấn mỹ hắn ngừng ho khan nói với hoa chư vũ đứng bên đan hoàng cô lại đây điều binh nói xong hắn nhắm hai mắt lại nằm lùi xuống giường một đám tướng sĩ trong phút chốc nghẹn họng nhìn nhau chân chối thì ra điện hạ triệu tập bọn họ đến không phải để thương thảo kế sách mà đã sớm có thượng sách để đẩy lùi quân địch nhưng điều làm cho bọn họ kinh ngạc nhất chính là Điện hạ lại để cho cô gái này tới điều binh Điện hạ chưa bao giờ tín nhiệm người ngoài như thế Lại còn là một cô nương không rõ lai lịch Bảo sao bọn họ không cảm thấy khiếp sợ Nhưng lời của điện hạ Bọn họ cũng không thể không nghe theo Trong lúc nhất thời ai cũng quay đầu lại Muốn nhìn xem cô nương này có năng lực gì Hòa trừ vũ đã sớm lấy ra một chiếc khăn gấm che mặt lại Chỉ lộ ra một đôi mắt trong suốt ở chỗ này nàng còn có chuyện quan trọng muốn làm nàng không thể để lộ mặt cho nhiều người nhìn thấy nàng vững vàng đi đến trước mặt các tướng trong mắt lóe lên sự sắc bén lạnh lẽo trong nháy mắt nàng nhớ lại những lần trên chiến trường trước mặt là ngàn vạn tướng sĩ bọn họ đều chờ đợi nàng phát biểu cùng đợi nàng điều binh khiển tướng trong lòng hoảng hốt nàng ngẩng đầu nhìn lên trước mặt là những gương mặt xa lạ với những ánh mắt phức tạp nghi ngờ còn có cả định ý mà những tướng sĩ của nàng sớm chiều chung tay với nhau đã không còn cơ hội nghe nàng nói nữa. Trong đầu Hoa Chư Vũ rối tung, thì ra cảm giác cô đơn chính là như thế này. Bên cạnh thiếu đi những người quen thuộc, giống như đóa hoa nở rộ rồi héo tàn. Nàng ôm quyền nói, đàn hoàng bất tài, chỉ là điện hạ bị thương chưa hồi phục nên bảo ta chuyển lệnh thay ngài. Trong lòng mọi người cũng rõ, cho dù là nghị hòa hay là lùi binh, đều không thể thực hiện được, cho nên nghênh chiến mới là con đường duy nhất nhưng nếu muốn nâng chiến thì nhất định phải thắng, tuyệt đối không được thất bại. Giọng nói êm ái giống như gió lướt qua dây đàn, cực kỳ êm tai, nhưng cũng chẳng ngập sự quyết đoán, làm cho người ta tự ý muốn thần phục. Cô nói thật là dễ nghe, phải làm thế nào mới đảm bảo không thất bại đây? Có người lớn mặt bàn thắn, bọn họ không phục hoa chứ vũ, nhưng trước mặt tiêu giận cũng không dám to tiếng ồn ào. Nếu như mọi người làm theo lời ta nói, ta tin tưởng trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng, hoa chư vũ nheo mắt lại bốn phía trở nên yên tĩnh nàng thản nhiên ra mệnh lệnh hữu ý trương tích tối nay ngươi dẫn theo một vạn binh sĩ đi tập kích hàng ổ tộc hà khương Tộc trưởng tộc hà khương là đồ nhĩ cáp chỉ bố trí ở đó tám quân lính tinh nhuệ ngươi phải đánh bại bọn họ ngay lần đầu tiên một binh sĩ mang theo bốn con ngựa thay phiên cưỡi ngoài binh khí ra thì không cần mang những thứ khác theo kể cả quân lương cần phải nhanh chóng xuất phát trước canh bốn phải chặn đánh được tám quân tinh nhuệ kia người làm được không Trường tích trầm ngâm, người Bắc Triều bọn họ am hiểu nhất chính là lối đánh tốc độ. Trong khoảng cách 200 dặm, không chỉ có thể đánh được tới đó. Nói không chừng còn có thể trở về trước khi dạng sáng, mà một vạn đánh 8 ngàn còn là đột ngột tập kích, không nghi ngờ gì nhất định là sẽ thắng. Chỉ là thắng thì sao? Hàng ổ tộc Hà Khương cũng đâu có lợi ích gì. Một vạn binh sĩ đi tập kích tộc Hà Khương, bên này sẽ chỉ còn lại 3 ngàn binh sĩ, làm sao mà đối phó được với hơn hai vạn tinh binh của ba bộ lạc lớn nếu không thủ được nói không trường sẽ mất cả hoàng thành bản úy có thể làm được chỉ là trương tích trầm ngâm nói nhớ kỹ sau khi chiến thắng không cần lấy tính mạng của con cháu độc trưởng hà khương nhưng phải để thê tử hắn bị thương còn phải để bọn họ chạy thoát không cần đuổi theo bọn họ lập tức dẫn quân trở về đây vì sao phải cho bọn họ chạy thoát trương tích hỏi nếu có thể bắt sống lại không tốt hơn hay sao tiêu giận mở mắt thản nhiên nói trương tích người chỉ cần làm theo mệnh lệnh vâng, trường tích đáp lời tuần lệnh đi ra ngoài hiểu ý đạt kỳ người đem ba ngàn binh mã còn lại chỉnh đốn một lần nữa nhớ kỹ trên chiến phục không được có vết máu nếu có quần áo mới để mặc thì càng tốt một nửa số binh sĩ đó bảo bọn họ buộc lên đuôi ngựa một nhánh cây đạt kỳ giật mình chẳng lẽ chỉ cần thay quân phục mới và buộc nhánh cây lên đuôi ngựa thì ba ngàn binh sĩ của bọn họ có thể đánh thắng được hơn hai vạn binh mã hay sao nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ Lúc hắn ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của điện hạ, cũng không dám nhiều lời, tuần lệnh lui xuống. Ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, gió bắc yếu hơn so với ban đêm, nhưng vẫn gào thét dữ dội. Tuy nhiên bầu trời lại không hề u ám, xem ra thời tiết hôm nay rất đẹp. Ba bộ lạc Hà Khương, Kha Nhĩ Khố, Đoá Sâm đã tập kết được gần hai vạn binh mã, đang điểm quân chuẩn bị tiến công tiêu dận. Bọn họ đang định nổi chống khua chiêng, đã thấy trên sườn dốc phía trước là những binh sĩ Bắc Triều đã xếp xong đội hình, một đám ngựa tốt, y phục còn mới, ung dung sẵn sàng đón địch, không hề giống như những vị tướng mới bại trận. Điều này làm cho ba vị thủ lĩnh hoài nghi, nhất là thủ tĩnh Tổng Hà Khương Đồ Nhĩ Cáp, trong lòng có phần nghi hoặc, chẳng lẽ có viện quân tới đây? Không thể nào. Xông lên! Trong lúc nhất thời, những tiếng xung phong nổi lên bốn phía, binh sĩ các bộ láng chia làm ba đường, đều do các mãnh tướng dẫn dắt xông lên. Đúng lúc này, Đạt Kỳ chỉ huy đội ngũ từ trên cao sông xuống, hai quân giáp lại một chỗ. Đạt Kỳ không hổ là một viên mãnh tướng, dẫn theo binh lính xông vào chỗ quân địch giống như mãnh hổ, đi đến đâu người chết tới đó, làm cho quân địch có phần kiêng kỵ. Bình quý, xuất kỳ bất ý, binh sĩ đồ nhân cáp đang xung phong xông tới, không ngờ lại bị Đạt Kỳ làm cho rối loạn trận tuyến. Nhưng rất nhanh, đồ nhĩ cáp đã phát hiện binh sĩ Bắc Triều không nhiều, hình như còn chưa tới 5.000. Trong lòng thầm vui vẻ, không ngờ chỉ một trận đêm qua, binh sĩ Bắc Triều lại thiệt hại nhiều đến như vậy. Xem ra, hôm nay bọn họ tất thắng. Vì thế, ba vị thủ lĩnh vung tay hô lớn, những binh sĩ dần khôi phục lại khí thế, lấy lại ưu thế trên chiến trường. Mà binh sĩ Bắc Triều chỉ dựa vào đạt kỳ và một vài tướng sĩ dũng mãnh đánh sâu vào trong, thời gian càng lâu, càng bị đồ nhĩ cáp nhìn ra manh mối, trong lòng khóc khởi vui mừng. Đúng lúc này, chợt nghe thấy một tiếng pháo vang. Có một đội ngũ chạy tới từ phía tây bắc, nhìn đội ngũ kia uốn lượn chạy tới, cuồn cuộn dẫm tung bụi trên mặt tuyết. Khi thế kia ước chừng vào trên vạn người, mà đội ngũ trước mặt lại dựng thẳng lên một lá cờ lớn, bên trên theo chữ dạ. Đây không thể tính là chuyện nhỏ. Bọn họ biết, cấm vệ quân Bắc Triều do dạ địch, cha của dạ phi và thái tử tiêu dẫn đồng phụ trách. Trong lòng đồ nhị cáp cũng rõ, Dạ định tuyệt đối không bao giờ cứu viện tiêu dẫn Nhưng nếu không phải cấm vệ quân của dạ địch Sao lại có nhiều binh sĩ xuất hiện như vậy Không chỉ có những binh sĩ đang chiến đấu kịch liệt Ngay cả đồ nhĩ cáp cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi chương 39 Hồ Phục Phía trên một sườn dốc Hoa Trư Vũ đang đứng ở đó Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rất rõ tình hình thế sự Hai quân xung phong liều chết hợp lại một chỗ Giống như hai đóa mây đen Hợp lại trên nền tuyết trắng sau đó dung hòa lẫn nhau, tuyết rơi đầy trời, máu tươi nhiễm đỏ tuyết trắng. Có câu một tướng công thành vạn cốt khô, trên chiến trường người chết vô số, mỗi lần đối mặt với chiến tranh, trong lòng Hoa Chư Vũ đều rất khó chịu. Dù quân ta hay là quân địch chết cũng đều làm cho nàng đau lòng. Nàng đánh trận vài năm, dù không muốn cũng phải tham gia. Dựa vào cái gì? Các quốc gia không thể chung sống hòa bình với nhau. Cứ nhất định phải có chiến tranh chém giết. Hình như bây giờ nàng bỗng hiểu ra một ít. Binh sĩ ba bộ lạc thấy viện quân từ Tây Bắc tới, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, định xung phong liều chết. Hoa chứ vũ biết dạ địch luôn bất hòa với tiêu giận. Đây là chuyện ai ở Bắc Triều cũng biết. Nhưng ngoài một vạn cấm vệ quân của dạ địch thì không còn viện binh nào khác. Do đó phải dựng cờ có chữ dạ lên, cho giống viện quân của dạ địch tới. Bởi vì giặc ngoài đang tới sát chân tường, dù có bất hòa tới đâu cũng phải tạm thời bắt tay liên kết. Nhưng không ngờ, binh sĩ ba bộ lạc kia cũng không tin tưởng cho lắm, hay đồ nhị cáp đã nhận ra đây chỉ là một kế sách Hay ba bộ lạc kia đã cấu kết với dạ địch từ lâu Cho nên mới chắc chắn dạ địch sẽ không tiếp viện cho tiêu dận Xem ra phiền toái của ngài không chỉ có trận chiến này Hoa trừ vũ quay đầu nói với tiêu dận Đang ở trong sự bảo hộ của hơn chục binh sĩ Tiêu dận được hồi tuyết đỡ ra Chậm rãi bước lên đồi cao Khẽ nhíu mày nhìn tình thế trước mắt Tình thế bây giờ thập phần nguy cấp nếu bọn họ biết những viện binh này thực ra chỉ là một ngàn kỵ binh buộc nhánh cây lên đuôi ngựa hư trương thanh thế, không đánh cũng sẽ tự thua. Kế này đúng là thất sách, đến lúc đó binh sĩ Bắc Triều sẽ gặp nguy hiểm. Hòa trừ vũ nhíu mày, sau tấm khan gấm thấp thoáng lộ ra khuôn mặt lạnh như xương, áo choàng lông cáo bay phất phơ trong gió, như những đám mây mờ mịt phía chân trời đang dần tản đi. Nàng nghiêng đầu nói với tiêu giận, thái tử điện hạ, đan hoàng muốn mượn thái tử 30 binh sĩ, 30 Tiêu giận nhào mắt Chỉ mượn 30 binh sĩ thì có thể làm được chuyện gì Truyền tin Hoa chế vũ thản nhiên nói Được, theo cô Tiêu giận lạnh giọng đáp ứng Thật ra hắn muốn nhìn xem hoa chư vũ muốn làm gì đây Hắn ra lệnh cho thân vệ phía sau Chọn ra 30 binh sĩ có chất giọng khỏe Giao cho hoa chế vũ điều khiển Hoa chế vũ dẫn theo 30 binh sĩ Đi xuống dọc theo sườn núi Thì thầm nói với bọn họ vài câu 30 binh sĩ kia liền tuân lệnh rời đi chỉ một lát sau, trong hàng ngũ ba bộ tộc nghe được có tiếng người kêu lớn. Chạy mau a à, viện quân của tiêu giận đến rồi. ấy chúng ta đã bị bao vây. Dạ định đuổi tới giết đến nơi rồi. Những tiếng gào lớn liên tiếp vang lên. Tiếng động rất lớn, chắc chắn đã dùng hết sức báo động. Tiêu giận nhìn lại, thấy trong đó đúng là 30 người vừa được chọn ra. Nhưng bọn họ không mặc quân phục của Bắc Triều, mà là quân phục của ba bộ lạc. Chắc là tháo từ trên những binh sĩ chết trận xuống. Quân địch nghe thấy những tiếng này rõ ràng đã bị tác động không ít, khi thế liều chết ban nãy dần dần giảm sút, còn có người bắt đầu bỏ chạy. Thật ra, đồ nhị cáp cũng không quá chắc chắn dạ địch sẽ không đến cứu viện. Lúc này nghe thấy những tiếng gào trong quân mình, trong lòng cũng cảm thấy lo sợ. Nhưng hắn cũng biết được trên chiến trường tuyệt đối không được để đội ngũ rối loạn, lập tức hét lớn. Ai dám bỏ trốn, chém không tha. Nhưng phần đông đã không còn nghe được lời hắn nói, những binh sĩ đang hoang mang, lại nghe thấy những tiếng hô lớn ầm ĩ, liền hoàng hồn bắt đầu tháo chạy. Tệ hơn là, đúng lúc này lại nghe thấy một tiếng pháo vang lên, tuyết dâng cuồn cuộn lên ở phía đông nam. Có một đội kỵ binh, tung hoành xông lên chém giết. Sao lại có viện binh nữa? Đổ nhị cáp không nghĩ ra nổi. Hoa chiều vũ và tiêu giận đứng ở trên cao cũng nhìn thấy rất rõ. Đội kỵ binh này đúng là đội quân của Trương Tích, sau khi đắc thắng ở hàng ổ, tổng Hà Khương đã quay trở về. Nhưng đội quân này trải qua hai trận chiến kịch liệt trong đêm, lại rong ruổi suốt như vậy, quả thận cũng có phần mệt mỏi, nhưng khi thế cũng đã đủ dọa địch. Bình sĩ Bắc Triều do Đạt Kỳ dẫn dắt, tinh thần liền phấn chấn hẳn lên, càng đánh càng hăng, tính cho quân địch quay đầu bỏ chạy tới rối loạn đội hình. Quân của ba bộ lạc bị tập kích cả trước lẫn sau, khi thế đã mất, liên tục bị đẩy lùi, gần hai vạn người tán loạn dẫm đạp lên nhau bỏ chạy, hơn hai vạn binh mã kéo tới, còn lại chưa đầy một vạn, bỏ chạy theo sau đồ nhĩ cáp. Tuy cuối cùng binh sĩ Bắc Triều không bắt giữ được đồ nhĩ cáp và hai vị thủ lĩnh kia cũng không tiêu diệt được toàn bộ quân địch, nhưng trận chiến này đã hoàn toàn thắng lợi. Ngày hôm sau, theo tin tức thám tử hồi báo, đồ nhĩ cáp trở lại tộc Hà Khương mới biết hàng ổ đã bị phá hủy, con trai lớn với thê tử chạy trốn tới tộc Kha Nhĩ Khố, rồi chết ở tộc Kha Nhĩ Khố không rõ nguyên nhân. Bởi vậy tộc Hà Khương và tộc Kha Nhĩ Khố trở mặt thành thù, tự chém giết lẫn nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hoa Chư Vũ bảo Trương Tích không được giết chết vợ con Đồ Nhĩ Cáp. Vì nàng đã từng nghe hồi tuyết nói qua, tộc Kha Nhĩ Khố liên minh với tộc Hà Khương là qua một đám cưới. Con gái của thủ lĩnh tộc Kha Nhĩ Khố gả cho tộc trưởng tộc Hà Khương, nhưng hai người vốn không hòa hợp với nhau vì tiểu thư kia đã có người trong lòng, là một người trong tộc bọn họ. Như vậy sau khi hai mẹ con họ quay trở lại tộc Kha Nhĩ Khố, tự nhiên sẽ có người không muốn bỏ qua cho bọn họ. Ngày thứ ba, thủ lĩnh tộc Đóa Sâm dẫn quân rời khỏi tộc Hà Khương, bởi vậy liên minh giữa ba tộc lớn hoàn toàn tan rã, không thể uy hiếp đến Bắc Triều được nữa. Ngày thứ tư, tiêu giận đi tới từng tộc, thu phục bọn họ. Từ đó, toàn bộ vùng Tây Bắc đều nằm dưới sự thống trị của Bắc Triều, không còn cảnh phân tranh một hồi băng tuyết lạnh lẽo cũng qua đi theo chiến tranh tuyết động bắt đầu tan ra khắp nơi trên thảo nguyên bày ra một màu xanh tươi mát tiêu dận đánh thắng trận thống nhất các bộ lạc hoàng thượng cực kỳ vui mừng chưa nói tới việc ban thưởng cho tiêu dận rất nhiều thứ còn hạ lệnh tổ chức một màn đại hội long trọng tiến hành ăn mừng màn đại hội này là ngày hội rất quan trọng của bắc triều trên đại hội không chỉ có đua ngựa bắn tên đấu vật còn có các dân tộc ca muốn biểu diễn Bắc Triều đang từng bước gia nhập văn hóa Hán tộc, một vài dân tộc đã sửa họ theo tiếng Hán, nhưng trong ngày hội kia có thể vứt bỏ tiếng Hán, tên Hán, quần áo người Hán để mặc lên trang phục dân tộc của bọn họ, thể hiện những nét văn hóa riêng của dân tộc bọn họ. Sau khi Hòa Trừ Vũ trở về phủ Thái Tử thì luôn ở trong thiên điện không hề ra ngoài, cũng không hề quan tâm tới màn ăn mừng lễ hội này. Nhưng sáng sớm hôm nay, tiêu dận lại phái hồi tuyết đưa hồ phục tới cho nàng, nói là muốn nàng mặc tham dự lễ hội. Hoa Trương Vũ không ngờ Tiêu Dận lại muốn nàng tham gia vào lễ hội này, nhưng ở trong phủ buồn chán nhiều ngày, cũng muốn ra ngoài mở mang kiến thức, nên để cho Hồi Tuyết giúp đỡ mặc bộ hồ phục kia vào. Hồ phục quý tộc Bắc Triều vô cùng hoa mỹ, áo dài xẻ vạt màu trắng, trên bề mặt dùng chỉ vàng và sợi tơ màu lục theo thành những nhánh hoa trùng điệp, hoa văn trước ngực theo bằng chỉ vàng. Trên chỗ tà áo xẻ cao lộ ra chiếc váy dài hồng nhạt trên eo mang một chiếc thắt lưng to bản màu xanh đồ trang sức cũng vô cùng lộng lẫy là một chiếc châm hình nụ hoa bên trên khảm một viên ngọc lấp lánh đầu tiên hồi tuyết chia tóc hoa trừ vũ ra búi thành hai búi tóc xinh đẹp rồi mới đeo châm hoa lên hình như tiêu giận cũng biết nàng không muốn dùng gương mặt thật để gặp người khác nên trong đống trang sức có kèm một tấm lụa mỏng che mặt chỉ lộ ra chiếc cằm hơi nhọn Thay xong quần áo, hồi tuyết đứng lặng trước mặt hoa trừ vũ, một lúc lâu cũng không nói được lời nào. Đàn hoàng, cô thật là xinh đẹp. Chương 40 Tranh đoạt tuyết liên Hoa trừ vũ đi theo hồi tuyết ra ngoài thiên điện, ánh sáng mặt trời phủ một màu đỏ nhạt lên dáng người mảnh khảnh của nàng, quần áo lay động, cả người nàng giống như một đóa phủ dung nở rộ trong sớm mai. Loại phong thái đẹp đầy an tĩnh này nổi bật giữa chốn phồn hoa, giống như nàng đang tách khỏi trần thế. Vừa ra khỏi cửa phủ Đã nhìn thấy tiêu giận khoanh tay Đứng trước xe ngựa Hình như hắn đã đợi ở đây rất lâu Trên đầu vai đầy những mảnh hoa rơi Hôm nay hắn cũng mặc hồ phục Áo gấm đen viền vàng vô cùng cao quý Mái tóc đen tết thành đua sam Sau đầu tăng thêm vài phần tuấn mỹ Trầm cải tóc gắn đầy họa tiết nhỏ màu vàng Làm nổi bật khuôn mặt tôn quý giống như thần tiên Nghe thấy tiếng bước chân Hắn ngoái đầu lại nhìn nàng Khuôn mặt trầm lạnh như băng nhưng đôi mắt màu tím lại nhìn chăm chú, trong đáy mắt như bốc lên ngọn lửa cực kỳ nóng bỏng, giống như muốn thiêu đốt lớp băng trên mặt hắn. Hoa Trừ Vũ bị hắn nhìn mãnh liệt như vậy, cảm thấy hơi lúng túng, nàng bình tĩnh thi lễ với Tiêu Dận, rồi đi vòng qua cỗ xe ngựa sang trọng của hắn, đến chỗ chuồng ngựa, dắt một con ngựa ra. Đợi đến khi nàng và Hồi Tuyết cưỡi ngựa đi trước, Lưu Phong vốn luôn kiệm lời đứng bên Tiêu Dận cũng phải thở dài một câu hôm nay đan hoàng cô nương nhất định sẽ trở thành một đóa hoa trên thảo nguyên bắc triều chúng ta tiểu giận vươn tay hái xuống một đóa hoa tùy ý thưởng thức trong tay về sau không cho phép người bình luận về nàng cho dù là khen cũng không được lưu phong nhìn vẻ mặt của tiêu giận mới vừa rồi còn rất tốt sao đột nhiên lại giận dữ như vậy chứ hắn cuống quýt ngẩng đầu nhìn trời hắn có phần không hiểu sao điện hạ có thể nói ra một câu trẻ con như thế Tiêu giận nhẹ nhàng vỗ về đóa hoa trong tay Trên môi khẽ nở nụ cười Nền trời màu xanh lam Những đám mây mở nhạt như lụa mỏng Mấy cánh chim cô độc chậm rãi bay qua thảo nguyên Ánh nắng chiếu lên thảo nguyên mênh mông bát ngát Còn vài vũng tuyết sót lại Đẹp như một bức tranh tươi mát mà lộng lẫy Lúc Hoa Chư Vũ cưỡi ngựa đi theo hồi tuyết tới chân núi ven hồ Tháp Nhĩ, nơi đó đã trở nên vô cùng náo nhiệt, đủ các loại trang phục dân tộc Bắc Triều, Nhìn từ phía xa giống như những đóa hoa nở rực rỡ trên nền thảo nguyên. Hoa Trư Vũ đi theo hội tuyết ngồi trên đài cao, chỉ một lát sau, Bắc đế và nhóm hậu phi cũng tới, theo sau họ là các đại thần trong triều. Hòa Trư Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Bắc đế Tiêu Kiền, thấy ông có vẻ ngoài tuấn lãng, khi còn trẻ chắc cũng cướp đi không ít trái tim thiếu nữ, chỉ là năm tháng không buông tha con người, ông ta cũng già đi, ánh mắt dù còn tinh lệ nhưng khóe mắt đã lộ ra sự mệt mỏi của năm tháng, tinh thần hình như cũng không được tốt. Ông vừa ngồi xuống, liền thoải mái dựa lưng vào ghế. Bên cạnh ông, luôn có một người phụ nữ ăn mặc quý phái, trên bím tóc cuốn những sợi tơ vàng lấp lánh, bên trên cũng che mạng không thấy rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, loan, vẽ viền đỏ rực như ánh trăng non, khiến cả khuôn mặt cũng trở nên vô cùng quyến rũ. Bà ấy là dạ phi, mà hoàng thượng sủng ái nhất, Hồi tuyết dõi theo ánh mắt của hoa Triều vũ Khẽ nói Không trách bà ta được sủng ái Người phụ nữ giống như một ly rượu ngon Khiến người ta say mê trong hương vị tinh khiết của bà ta Càng đắm càng say Sau khi bái lạy bác đế Các màn biểu diễn cũng lần lượt nối tiếp nhau Cưỡi ngựa, bắn tên, vũ đạo, luận võ Màn nào cũng vô cùng náo nhiệt Những tiếng ủng hộ Sóng sau cao hơn sóng trước Một vài thanh niên chiến thắng Nhận được đai gấm của các thiếu nữ Mừng đến tươi cười rạng rỡ đưa đai gấm là tập tục bày tỏ tình cảm của thiếu nữ trên thảo nguyên ngay cả hồi tuyết cũng đang cầm một chiếc đai gấm quấn quýt đeo lên cổ tay cũng không biết cô ấy muốn tặng cho ai bây giờ hoa Trừ vũ mới biết thứ hồi tuyết theo trước lò than sưởi ấm hôm đó là chiếc đai gấm này ở trên sân đang tiến hành thi đấu vật các thần vệ của tiêu dận cũng tham gia hoa Trừ vũ để ý ánh mắt hồi tuyết luôn đặt trên người lưu phong trong lòng bừng tỉnh Cuối cùng khi Lưu Phong đem đối thủ ném ra ngoài, bốn phía vang lên những tiếng hoàn hồ dập trời. Hồi tuyết đứng dậy đang định đi qua đó, nhưng cũng không nghĩ tới có thêm bốn năm cô nương cũng dũng cảm đứng dậy. Nhất thời, cổ tay Lưu Phong đèo đầy những chiếc đai gấm đỏ vàng lục lam, hồi tuyết nhăn mặt, cắn răng ngồi xuống. Hòa trừ vũ nhìn thấy trong lòng thầm than một tiếng. Sau khi kết thúc đấu vật, chính là trận đấu long trọng nhất lễ hội, tranh đoạt tuyết liên. Tuyết liên là một loại kỳ hoa sinh trưởng trên đỉnh tuyết sơn một năm chỉ có vài ngày nở hoa đó chính là mấy ngày tổ chức lễ hội này được bắt đầu tổ chức từ 10 năm trước chính là trận đấu được mong chờ nhất lễ hội đó là nguyên nhân vì sao lại tổ chức lễ hội dưới chân núi tuyết sơn trận đấu này khó khăn hơn những trận trước rất nhiều đường leo lên núi là một đoạn đường hung hiểm những thứ mang theo tùy thân ngoài dây thừng cũng chỉ có vũ khí của mình thì không còn gì khác nữa nhưng trong quá trình leo lên còn phải đánh nhau với những đối thủ khác ngăn cản người khác lên đỉnh núi trước cho nên thí sinh tham gia phải đủ can đảm võ công phải cao cường mỗi một năm các tộc đều phá những thanh niên ưu tú tham gia tranh đoạt tuyết liên có thể đạt được danh hiệu dũng sĩ tối cao hơn nữa còn có thể dẫn người phụ nữ trong lòng đến xin hoàng thượng tứ hôn dưới sự bảo hộ của thần tát mãn trước trận mở màn thì vệ phủ thái tử đưa tới cho các nàng hai chiếc thiên lý nhãn Chắc là sợ bọn họ leo lên cao Các nàng ở dưới nhìn không được rõ Nhưng Hoa Chư Vũ cũng không có hứng thú gì Với trận đấu này Chỉ muốn ra ngoài đi lại Hồi tuyết bỗng nhiên hoa một tiếng nói Đan Hoàng cô xem kia không phải là điện hạ sao Hoa Chư Vũ ngẩng đầu liền thấy Quả nhiên trong 20 thí sinh tham dự kia Đúng là có tiêu giận Hắn đã thay một bộ quần áo thưởng dân màu đen Nhưng đứng trong đám người Vẫn giống như hạc giữa bầy gà Khiến cho người ta chú ý nhưng người nổi bật cũng không chỉ có một mình hắn Mà còn có một người đàn ông trẻ tuổi nữa Trang phục của hắn cũng không bình dân như tiêu dận Mà là quần áo gấm màu đỏ Lộng lẫy, lóa mắt, cao quý Hơn nữa trên quần áo của hắn chi chít đủ hoa văn Cẩn thận nhìn lại thì chính là hoa văn hình đồng tiền chương 41 Đông tài thần Cầm bào màu đỏ, hoa văn đồng tiền màu vàng Tai lưng màu bạc Trên hông còn có một khối ngọc bội thạch anh tựa như sợ người khác không biết là hắn là người có tiền. Không chỉ riêng bộ quần áo trên người hắn đáng chú ý, mà vẻ bề ngoài cũng là tuấn mỹ nhân gian, khiến người ta không thể rời mắt. Già hắn sáng bóng như ngọc, một đôi mắt rực rỡ sáng người như sao xa, thậm chí sợi tơ theo đồng tiền trên hồng bào cũng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Hắn đứng ở trong đám người không biết nói gì với bọn họ mà cực kỳ cao hứng, vỗ bả vai một người đứng lên, cười không ngừng lại được, nụ cười kia như hoa dưới nắng, trong sáng như mặt trăng đây là một người đàn ông yêu nghiệt hình như người này không phải là người bắc triều hồi tuyết người kia là ai thế hoa Trư vũ chỉ vào người đàn ông kia hỏi hồi tuyết vốn đang khiếp sợ vì việc tiêu dận tham gia trận đấu nghe hoa Trư vũ hỏi giật mình tỉnh lại trước nay tiêu dận luôn coi thường những hoạt động này bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đó bảo sao hồi tuyết không sợ hãi cho được mãi đến khi hoa Trư vũ hỏi lại lần hai hồi tuyết mới hoảng hốt nói a à, đó là thụy vương đông yến quốc đấu thiên kim thì ra là đông tài thần đấu thiên kim bảo sao lại thích phong cách ăn mặc như nhà giàu mới nổi thế kia hoa trừ vũ có thể chắc chắn những hoa văn đồng tiền theo trên áo của hắn tuyệt đối là thêu từ sợi vàng đai lưng màu bạc cũng là được dệt từ sợi bạc ra còn ngọc bội thạch anh bảo đạc cũng là hàng cực phẩm nếu người khác ăn diện kiểu này chắc chắn sẽ vô cùng thô tục thế nhưng khi mặc lên người hắn lại chỉ có một vẻ đẹp tào nhã nhiều năm như vậy Đông Yến vẫn luôn thi hành chính sách hòa bình, lại thêm nước này cũng giàu có, luôn dư giả tiền tài để trợ giúp các nước khác. Lúc này vẫn luôn có quan hệ hòa hảo với Nam Bắc Triều, cho nên việc đấu thiên kim có thể tới tham dự lễ hội này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ là hắn cũng tham gia việc tranh đoạt tuyết liên, chẳng lẽ hắn muốn lấy một cô nương nào đó ở Bắc Triều hay sao? Tiếng chiêng vang lên, trận đấu bắt đầu, chỉ thấy hơn 20 thí sinh tham gia bắt đầu trèo lên đỉnh núi. Tất cả mọi người đứng dưới chân núi đều ngẩng đầu nhìn, theo dõi. Người Bắc Triều khi tham gia trận đấu cũng không phân biệt tôn ti, đều gắng hết sức tranh giành, không nhân nhượng với tiêu giận và đấu thiên kim. Hòa Trừ Vũ hơi bất ngờ, khinh công của tiêu giận rất cao, hắn để khí ở thắt lưng, lao người chạy lên đường dốc trên đỉnh núi, nhưng lại rất nhẹ nhàng, linh hoạt, bảo kiếm trong tay và dây thừng vẫn còn chưa được dùng tới, Hôm nay, hắn mặc một bộ hồ phục màu đen nổi bật trên nền tuyết trắng, chỉ trong chốc lát đã vượt trước tất cả mọi người. Chợt nghe thấy bên cạnh có người bật cười thành tiếng, Hoa Chi Vũ quay đầu thì thấy Đông Tài Thần đấu thiên kim đang lấy binh khí của hắn ra. Binh khí kia chính là ba đồng tiền vàng tỏa sáng dưới nắng. Bảo sao, mọi người cười vui vẻ như vậy. Người này cũng có phần thú vị. Hắn lấy đồng tiền ra. Vung tay lên, ba đồng tiền vàng liền kim chặt vào vách đá dựng đứng trở thành ba bậc cầu thang hắn nhẹ nhàng tung từng đồng tiền một vào núi mà tiến lên đến đồng thứ ba lại dùng nội lực thu hai đồng tiền bên dưới về cứ tiếp tục như vậy vũ khí người bắc triều sử dụng thông thường đều là đao hoặc kiếm cũng có người dùng roi ngựa và trường thương nhưng dù là vũ khí gì cũng chỉ có một món không giống như hắn dùng tới ba đồng tiền vàng nhàn hạ vượt qua vách núi đấu thiên kim dùng cách này chỉ một lát sau cũng đã lọt vào tốt đầu có mấy người lấy binh khí ra đánh về phía hắn trong lúc nhất thời chỉ thấy trên vách đá tỏa ra ánh vàng lập lòe ánh đao lấp lánh Xuống lại một chỗ trong lát sau đã có hai người bại trận ngã xuống dưới chân núi tuyết sơn trước những vách đá dựng đứng đã sớm phủ kín những lớp cỏ dày để khi có người ngã xuống cũng không bị thương nặng nhưng cũng đã thua cuộc leo thẳng một đường đấm đá tranh giành như vậy đến cuối cùng tất cả đều bị tiêu giận và đấu thiên kim đánh bại trên vách đá dựng đứng cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hai người càng leo càng cao, dần dần không còn nhìn thấy nữa. Hoa trừ vũ cầm thiên lý nhãn trên bàn đặt ở trước mắt, nhìn lên trên cao. Chỉ thấy càng lên cao, băng tuyết dưới chân càng thêm nguy hiểm. Hai người vừa leo vừa đấu đá nhau. Một người mặc khắc y, một mặc y phục rực rỡ, trông cực kỳ bắt mắt. Mỗi một lần khua tay đá chân, bên dưới lại có những khối băng tuyết rơi xuống. Mọi người đứng xem ở bên dưới, ai cũng lo lắng chờ đợi. Hoa chứ vũ nhìn thấy cũng có phần ngứa nghề, nếu như mình vẫn còn giả trai thì có thể tham gia được rồi. Nàng mệt mỏi đem thiền lý nhãn đặt lên bàn, nhìn về phía đám đông đang cổ vũ ở Mỹ. Mồn gương mặt quen thuộc hiện lên trong đám người, hoa chứ vũ giật bắn mình, không chút suy nghĩ đứng lên, rời khỏi khán đài, tìm kiếm hồi lâu, nhưng người kia đã hoàn toàn biến mất, không thể tìm thấy. Nàng bị hoa mắt, hay là đã nhận nhầm người nhưng đã một thời sâm tối kể vai sát cánh sao có thể nhận nhầm được đó rõ ràng là thái tiểu tứ người đứng hàng thứ tư trong bình an khang thái nhưng sao hắn lại ở đây hoa chứa vũ bước ra ngoài đám đông đi tới ven hồ tháp nhĩ nơi đó thật yên tĩnh trong hồ có những dòng nước gợn lăn tăn ven hồ trồng đủ loại cây cối có mấy gốc liễu cổ thụ thả mái tóc dài vào trong nước mỗi khi có gió, cành cây lại lay động duyên dáng như một người thiếu nữ đầy quyến rũ. Hòa trừ vũ ngồi dưới một gốc liễu, dựa lưng vào thân cây nghe tiếng gió thổi qua mặt nước, trong lòng có một cảm giác cô độc khó tả. Có lẽ lúc nãy là mình nhìn nhầm, nhưng bọn tiểu tứ bây giờ như thế nào rồi? Đan Hoàng, sao cô lại chạy tới đây rồi? Hồi tuyết bội vã, thoát ra khỏi đám người chạy về phía nàng. Không có gì. Bên trong ồn ào quá, cho nên Ta chỉ muốn yên tĩnh một chút Sao cô không xem tiếp đi Thi đấu xong rồi sao Hoa Chư vũ lãnh đạm nói Dù sao ai thắng ai thua cũng không liên quan gì tới nàng Xong rồi Đấu thiên kim kia cũng không phải chỉ có hư danh Có thể đánh ngang tay với điện hạ Hai người bọn họ mỗi người đều hái được một đóa tuyết liên trở về Hồi tuyết cười nói Sau đó lại kéo tay hoa Chư vũ Đan hoàng chúng ta đi nhìn xem bọn họ sẽ đem tuyết liên tặng cho ai Hoa Trí Vũ đi theo hồi tuyết chưa được mấy bước, đã nhìn thấy dòng người náo nhiệt đi về phía này. Mà hai người cưỡi ngựa chạy dẫn đầu, một người là tiêu giận, người còn lại là đấu thiên kim. Hai người cũng không còn vẻ tiêu sái như lúc bắt đầu nữa, thậm chí còn có phần chật vật. Chắc khi thấy đỉnh núi cũng có đánh nhau một trận, quần áo có vài chỗ rách, còn có những vết thương nhẹ. Nhưng trên tay bọn họ cũng treo đầy các đai gấm đủ màu, tung bay trong gió trông rất đẹp mắt. Hai người đều cười rất tươi, một tay nắm chặt dây cương, một tay cẩn thận che chở cho đóa thiên sơn tuyết liên. Hai con tuấn mã chạy tới trước mặt Hoa Chư Vũ mới ngừng lại. Chương 42, có thích hay không? Trong phút chốc, những tiếng trống chiêng ầm ĩ đã ngừng lại, ngay cả một tiếng người nói cũng không có, tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía nàng, giống như hoa chư vũ chính là một nhánh hoa giữa khu rừng. Cảnh bị nhìn ngắm chăm chú với đủ loại ánh mắt này, nàng đã quen rồi. Trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh không gợn sóng, nhưng hai hàng lông mày đã hơi nhíu lại. Có chuyện gì vậy? Nàng nhìn xung quanh, nơi này ngoài nàng thì cũng chỉ có Hồi Tuyết. Tới tận bây giờ nàng cũng không nghĩ rằng Tiêu Dận và cách người tên Đấu Thiên Kim chưa từng gặp mặt kia sẽ tặng Tuyết Liên cho nàng, trừ khi mặt trời mọc đằng tây trên thảo nguyên Tháp Nhĩ này. Vậy nên hoa kia chắc là để tặng cho Hồi Tuyết rồi hồi tuyết là một trong tứ đại thân vệ của tiêu dận lại kiêm thêm chức thị nữ của tiêu dận vẻ bề ngoài xinh đẹp tâm cơ kín đáo lại ở chung với tiêu dận nhiều năm như vậy chắc là đã giành được toàn bộ tín nhiệm của tiêu dận hắn tặng tuyết liên cho cô ấy cũng không có gì là kỳ lạ nhưng người hồi tuyết thích là lưu phong cơ mà còn đấu thiên kim có lẽ đã từng gặp qua hồi tuyết trước đây cũng đã thích cô ấy hoa trừ vũ nghĩ như vậy liền nghiêng đầu nhìn về phía hồi tuyết không ngờ hồi tuyết cũng đang nhìn nàng trong mắt viết rõ hai chữ thật lớn, hâm mộ. Không cần nhìn nữa, Tuyết Liên không phải tặng cho cô ấy. Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói trầm thấp của Tiêu Dận. Hoa Trừ Vũ ngẩng đầu, Tiêu Dận xoay người rời khỏi lưng đại hắc mã, trong tay cầm theo Tuyết Liên, chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Hắn đang mỉm cười, vẻ tươi cười kia còn sáng lạn, ấm áp gấp mấy lần ánh mặt trời đang chiếu trên đỉnh đầu hắn. Tiêu Dận là một kẻ lãnh khốc, hắn rất ít khi cười. Hoa Trừ Vũ còn nhớ rất rõ, Lần đầu tiên gặp hắn, hắn cũng mỉm cười, nụ cười đầy mị hoặc, nhưng cuối cùng lại đem nhốt nàng vào hàng ngũ quân kỹ. Vẻ tươi cười hiện giờ hoàn toàn khác với khi đó, có vẻ như rất vui sướng, nhưng Hoa Chư Vũ liền nghĩ, sắp có chuyện không hay. Hắn không định chỉnh nàng chứ, thật sự nàng cũng thấy mình không hiểu được vị thái tử Bắc Triều này. Đôi tay thon dài của hắn đang cầm lấy tuyết liên, đi lại phía Hoa Trư Vũ, cuối cùng cũng dừng trước mặt nàng. Tuyết liên nở rộ trong lòng bàn tay hắn, đóa hoa trùng trùng điệp điệp mỗi một cánh hoa giống như do thiên nữ khéo léo cắt ra trong sáng như tuyết trắng đẹp đẽ vô cùng dưới ánh nắng chiếu rọi tỏa ra ánh sáng lấp lánh hắn ngẩng đầu đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú trong mắt phát ra ánh sáng nóng bỏng đóa tuyết liên này là nàng cũng chỉ có mình nàng với xứng với đóa tuyết liên này giọng nói của hắn mang theo một tia tử tính vượt bỏ hết sự lạnh lẽo trước đây thật sự là vô cùng mị hoặc mãi đến lúc này Hoa Chư Vũ mới hiểu được Thì ra tiêu giận là muốn đem tuyết liên tặng cho nàng Điện hạ tặng tiết liên cho cô ta Đưa cho người phụ nữ kia Có tiếng nói không cam lòng của một cô gái chuyển tới Cô ta là ai vậy? Đến cả mặt cũng che lại không dám gặp người khác Thanh âm xì xào bàn tán Còn có những cô gái không cam lòng bật khóc Tay gấm trên người tiêu giận thật quá nhiều Đằng sau hắn còn rơi bớt đi bao nhiêu Xem ra những người thầm yêu trộm nhớ hắn trên thảo nguyên này cũng không ít. Hoa trừ vũ nhìn ra bên ngoài, đền bắt cặp một loạt ánh mắt. Có ghen tị, có hâm mộ. Cô nương, có thể đợi một chút không? Đóa hoa này của ta cũng là tặng cho cô nương. Đấu thiên kim xuống ngựa, đuổi theo. Bước nhanh tới trước mặt nàng, cầm tuyết liên nâng lên trước tầm mắt hoa trừ vũ. Nhìn với khoảng cách gần, đấu thiên kim càng thêm tuấn mỹ. Hai hàng lông mi khẽ chớp cười khanh khách nhìn nàng. Lần này Hoa chư Vũ hoàn toàn ngây ngốc cả người Nàng và hắn vốn không hề quen biết Nói trắng ra chỉ là hai người xa lạ Vì sao hắn cũng tặng tuyết liên cho nàng Hả? Đều tặng cho cô ta? Những cô nương đang đứng xem bên ngoài Có người lập tức hôn mê bất tỉnh Tiêu giận nhìn về phía đấu thiên kim Vẻ mặt cứng ngắc Trong mắt hiện rõ vẻ lạnh lẽo Thụy vương nhất định phải tranh giành với bản điện hạ sao Giọng nói tiêu giận cực kỳ không tốt Đấu thiên kim quay đầu cười với tiêu giận Chậm rãi nói Thái tử điện hạ Sao ta dám tranh giành với ngài Nhưng yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu Bản vương cũng muốn thử một lần Nói không chừng vị cô nương này Sẽ lựa chọn bản vương thì sao Nếu vậy hay là chúng ta so chiều với nhau Nếu ngươi thua thì phải cách xa nàng ra Vĩnh viễn không được lại gần nàng Tiêu giận lạnh lùng cười Giọng lạnh như tuyết Không cần Cả hai đoá tiết liên này ta đều không nhận Đám người vốn đang yên tĩnh, bắt đầu sôi trào, thậm chí còn có tiếng cô nương thét lên trói tay. Lời nói của Hoa Chư Vũ là lời nói chấn động nhất mà bọn họ nghe được trong lễ hội hôm nay. Việc tranh đoạt tuyết liên đã gặp rất nhiều nguy hiểm, chỉ cần hơi sơ ý là đều có thể ngã khỏi vách núi. Tuy nói bên dưới có lót thảm cỏ, nhưng ngã từ trên cao như vậy không chết thì cũng trọng thương. Do đó tuyết liên càng thêm phần chân quý, từ trước tới nay, chưa từng nghe thấy có người từ chối không nhận tuyết liên. Người con gái này dù không thích người đàn ông tặng tuyết liên, nhưng chỉ cần qua việc tranh đoạt đầy nguy hiểm này, phần lớn đều sẽ bị tình cảm mãnh liệt của người đàn ông làm cho cảm động. Thế nhưng cô gái này lại cự tuyệt. Người bị cự tuyệt lại chính là thái tử điện hạ của bọn họ. Bảo sao bọn họ không kinh ngạc cho được. Giết chết cô ta đi, dám từ chối thái tử điện hạ. Đây là tối đại bất kính, cũng là bất kính với hoàng thượng, bất kính với thần tát mãn. Tất cả cùng xông lên công kích nàng. Trên chán Hoa Chư Vũ toát ra ba đạo hắc tuyến, tội danh này cũng thật là quá lớn rồi. Vì sao? Tiêu Dận trầm mặt xuống, ánh mắt tĩnh mịch như thủy tinh tẩm trong băng tuyết. Thái tử điện hạ có thể nói vì sao lại tặng tuyết liên cho ta không? Ta nghe nói tuyết liên này là để tặng cho người trong lòng của ngài. Hoa Chư Vũ chậm rãi hỏi. Tiêu Dận trầm mặc. Đúng là tuyết liên này phải tặng cho người trong lòng hắn, vấn đề là hắn yêu nàng sao? thậm chí hắn còn chưa từng nói hắn thích nàng. Hắn cũng không làm rõ được cảm giác trong lòng mình. Hắn cảm thấy nàng rất đặc biệt, không hề giống với người bình thường, cảm giác của hắn đối với nàng có tán thưởng, cũng có khâm phục, nhất là nàng đã giúp hắn thu phục ba bộ lạc lớn trong một đêm, giúp hắn thống nhất toàn bộ thảo nguyên. Nhưng sau đó, phong thưởng gì nàng cũng không cần, chỉ thản nhiên nói nàng muốn bình an trở lại phủ thái tử vài tháng một trí tuệ tuyệt đỉnh như vậy là người phụ nữ duy nhất có khả năng sánh vai với hắn, hắn mới hạ quyết tâm đối tốt với nàng, làm cho nàng cảm động, nên hắn tham gia thi đấu lần này, nhưng không ngờ nàng lại không hề phản ứng lại. Hoa chứ vũ nhìn vẻ mặt tiêu giận dần trầm mặc lạnh giá trở lại, nàng cười cười, vẻ mặt như vậy mới thích hợp với hắn. Cũng được, đoán tiết lên này nàng có thể không nhận, nhưng nàng vẫn phải trở thành người phụ nữ của tiêu giận ta. Tiêu giận bá đạo tuyên bố giống như lần hắn tuyên bố nhất định phải phu phục ba bộ tộc kia vậy. Hắn quảng tuyết liên vào trong tay thị vệ đứng sau, xoay người lên ngựa. Hắn ngồi trên ngựa nhìn xuống nàng, ánh mắt thâm sâu khó giỏ. Đấu thiên kim đứng ở một bên, cầm tuyết liên mỉm cười. Bông tuyết liên hắn... Bông tuyết liên hát lên phản chiếu gương mặt tuấn tú của hắn, mị hoàng không nói nên lời. Cô nương, ta rất thích cô, hay là bây giờ cô nhận lấy hoa của ta đi? Ta lại không quen ngươi, Hoa Chí Vũ lạnh lùng nói xoay người rời đi. Đứng lại! Có một tiếng quát vang lên, là giọng của một cô nương. Hoa Chí Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh lạ lướt đi về phía nàng, mang kỵ trang màu hồng, mái tóc bồng bềnh như mây, búi thành một búi tóc đẹp mắt. Trên đầu mang theo mũ cài châm, xem ra không phải là người ngoại tộc, mà là tiểu thư quý tộc Bắc Triều. Cô nương này cũng không tệ, lòng mì cong dài. Ánh mắt trong suốt như suối tuyết, chỉ là bây giờ đang bốc hỏa nhìn chằm chằm về phía nàng. Kỳ kỳ cách ta đến khiêu chiến với cô, thì thứ gì thì tùy cô trọng. Giọng nói cô ta lanh lảnh mà trần ngập định ý. Chương 43, tỷ thí thanh ca. Vốn Hoa Trừ Vũ không muốn rước lấy phiền toái, chỉ muốn ẩn giật vượt qua đoạn thời gian khó khăn ở Bắc Triều. Nhưng việc tiêu giận và đấu thiên kim tặng tuyết liên cho nàng trong nháy mắt đã biến nàng trở thành người nổi tiếng nhất Bắc Triều. Trong lòng nàng vô cùng hối hận, Đáng lẽ hôm nay không nên đi ra ngoài Có trời mới viết Trong số đám người đến tham dự lễ hội hôm nay Có thể có thám tử Nam Triều hay không Nàng vẫn nên lủi bước thì tốt hơn Vì vậy Hoa Trừ Vũ nhìn về phía tiêu dận Hy vọng hắn có thể ra mặt giải vây cho nàng Nhưng mà tiêu dận làm như không nhận ra ánh mắt xin trợ giúp của nàng Chỉ ung dung ngồi trên ngựa Trên môi khẽ nở nụ cười đạo mạc Vô tình còn giống như đang chờ được xem kịch hay Chắc hắn vẫn còn tức giận vì chuyện bàn nãy người cao quý không chịu trói buộc như hắn, kiêu ngạo quyết đoán như hắn, chưa từng bị ai cự tuyệt. Có bao nhiêu người tranh giành lẫn nhau chỉ để trở thành người phụ nữ của hắn, dù chỉ là địa vị thấp kém như thị thiếp cũng đánh nhau tới đầu rơi máu chảy, mà nàng lại cự tuyệt hắn trước mắt hàng vạn con dân Bắc Triều, hắn không giận nàng sao được. Tùy Hoa chư Vũ nàng không có thân phận cao quý như hắn, nhưng cũng có tôn nghiêm của chính mình. Hoa chư Vũ hờ hững quay đầu lại nhìn Kỳ Kỳ Cách, chỉ thấy vẻ mặt của cô ta vô cùng ngạo mạn ánh mắt sắc bén hai thanh loan đao trong tay tỏa ra ánh sáng lấp lánh dây nắng mặt trời nhận định cô ấy cũng là người ái mộ tiêu giận cảm thấy không cam lòng nên mới đi ra khiêu chiến nàng những chuyện như vậy cũng không có gì lạ lắm ở bắc triều hoa chứ vũ nhíu mày cười với kỳ kỳ cách sao cô phải khiêu chiến với ta ta cũng không muốn tranh vị trí thái tử phi với cô nói xong nàng xoay người đi tới bờ hồ tháp nhĩ một câu nói của Hoa Chư Vũ nói trúng tâm sự của Kỳ Kỳ Cách. Trên mặt Kỳ Kỳ Cách lộ ra một tầng ửng đỏ, cũng không biết là do tức giận hay là xấu hổ. Cô không được đi! Kỳ Kỳ Cách vung mạnh loan đào trong tay, đuổi theo Hoa Trư Vũ, ngăn phía trước mặt nàng. Hôm nay, bản quận chúa phải đấu với cô một trận. Cô nói đi, muốn so đào pháp hay là xạ kỵ? Thì ra là một quận chúa, chắc là con gái một tộc trưởng nào đó. Người Bắc Triều cũng thật là dũng cảm, mở miệng ra là so đào pháp với xạ kỵ. Nhưng Hoa Chứ Vũ lại không hề hứng thú, nàng cũng không muốn để người khác biết nàng có võ công. Xin lỗi quận chúa Kỳ Kỳ Cách, mấy thứ cô nói cái gì ta cũng không biết, ta xin nhận thua. Hoa Chứ Vũ thản nhiên cười, đôi mắt cong lại như mảnh trăng non. Trong lòng Kỳ Kỳ Cách run lên, chỉ cảm thấy cô nương trước mắt tuy đã đeo mạng che mặt, nhưng lại toát ra vẻ phong tình và cả một loại dũng khí khó nói nên lời, khiến cô tự thấy xấu hổ không bằng, trong lòng thẹn quá hóa giận. Bỗng nhiên quát lên một tiếng rồi lập tức ra tay Loan đào xẹt qua một đường cong trước mặt Cùng với thế đao mạnh mẽ như gió Còn có giọng nói của cô ngân lên như chuông Ta thật muốn nhìn xem Cô biết hay là không biết Ánh đào lé lên như chớp Xé rách không gian Lộ ra tầng tầng lớp lớp sát khí Hoa trừ vũ bình tĩnh đứng ở nơi đó Không hề có ý định né tránh Trong lòng nàng hiểu rõ Trước mắt bao nhiêu người Cô ta không thể giết nàng Cho nên nàng cũng không cần phải trốn tránh Càng không cần phải ra tay quả nhiên chỉ nghe thấy hai tiếng kim loại va vào nhau mấy đồng tiền vàng của đấu thiên kim ong ong bay lượn một vòng rồi rơi lại vào tay hắn mà loan đao trong tay kỳ kỳ cách đã bị đánh rơi trên mặt đất tiêu giận nắm chặt dây cương nhìn về phía hoa chư vũ và đấu thiên kim khẽ cười ánh sáng hắt xuống nền tuyết kia phản vào mắt hắn sao lại trói mắt đến vậy tiểu cô nương cô làm như vậy là không đúng rồi người ta đã nói không sao cô lại phải ép người đến như vậy đấu thiên kim cười khanh khách nói một đôi mắt hoa đào chấp chấp vừa nói vừa vươn ngón tay phóng những đồng tiền vàng kia ra ngoài không trung những đồng tiền vàng chuyển động theo nhịp tay hắn phản chiếu ánh nắng vàng rực rỡ khiến người nhìn thấy choáng váng kỳ kỳ cách tức không nói nên lời một lúc lâu sau cô mới cắn răng nói được không biết đào pháp với xạ kỵ thì bỏ qua đi vậy cô biết cái gì ca hát nhảy múa dù cô chọn thứ gì nhất định bàn quận chúa phải đấu với cô đến cùng Hoa chiếu vũ cảm thấy hết chỗ nói Kỳ kỳ cách này không dễ đuổi đi chút nào Những con dân Bắc Triều đang vây xem Liền la hết ủng hộ Đấu đi, đấu đi Lại nhìn về phía tiêu dẫn Hắn vẫn ngồi yên trên ngựa Làm như những chuyện này không có liên quan gì đến hắn vậy Xem ra hôm nay hắn đã hạ quyết tâm muốn xem kịch hay Hoa chư vũ ngẫm nghĩ rồi nói Vậy sao tài ca hát đi Xem ra không hạ bớt uy phong của kỳ kỳ cách thì không được rồi Đài ca hát đã có sẵn chính là đài dành cho những thí sinh đấu vật vừa nãy kỳ kỳ cách còn mời hoàng thượng dạ phi và hiền vương đến làm giám khảo xem ra là đã nắm chắc phần thắng sắp xếp xong mọi thứ kỳ kỳ cách lên đài trước cô còn mời tiêu dận đánh nhạc đệm cho mình hòa trừ vũ luôn nghĩ tiêu dận không biết gì về âm luật nhưng không ngờ hắn lại là một tay chơi hồ cầm rất khá không biết khi nào hắn đã thay lại bộ hộ phục màu đen viền vàng, thản nhiên ngồi thẳng trên ghế, bên hồng đeo một chiếc đai gấm theo hoa, không biết là cô nương nào đã tặng cho hắn. Tay trái gảy dây, tay phải kéo cung đàn, một khúc nhạc du dương tuyệt vời vang lên, trầm lắng cổ kính, réo rắt trong suốt, mang theo tâm tình của Thảo Nguyên theo gió bay đi. Kỳ kỳ cách ngân nga hát lên theo điệu nhạc, tiếng cô ta hát không phải tiếng hắn chắc là ngôn ngữ dân tộc Bắc Triều hoa chư vũ cũng không hiểu hết chất giọng của kỳ kỳ cách rất thuận tay không hồ là con gái bắc triều réo rắt mà cao vút hai người phối hợp rất ăn ý khiến cho mọi người như si như say một khúc kết thúc tiếng vỗ tay như sấm dậy vốn hoa chư vũ định tự đàn tự sướng nhưng ở bắc triều chỉ có hồ cầm mà nàng không biết tấu còn nhiễu lương của tiêu dận chắc là vẫn còn ở trong phủ thái tử vì vậy hoa chư vũ liền biểu diễn thanh sướng Thật ra, chất giọng của nàng hát thanh sướng là hợp nhất. Có lẽ vì giọng hát của kỳ kỳ cách trên Thảo Nguyên cũng xếp vào hạng nhất nhì, cho nên sau khi Hoa Chiêu Vũ lên đài, không ai nghĩ nàng có thể thắng được kỳ kỳ cách. Số đông người đã bắt đầu thì thầm nói chuyện, cũng không định lắng nghe. Hoàng thượng và dạ phi cũng có phần không yên lòng, xem lễ hội cả ngày nay nhất định đều rất mệt mỏi. Trong lúc mọi người đang ồn ào, đột nhiên lại có một tiếng ngâm khe khẽ xuyên mạch qua những thanh âm ồn ào kia giống như gió thổi qua đỉnh núi tuyết sơn không hề có chút trần tục nào lại giống như ngọn gió tơi mát bay trên thảo nguyên quanh quẩn bên tai mỗi người thanh âm như vậy giống như là dòng suối chảy qua tảng đá trăm năm ngàn năm mang theo vài phần từ tính vài phần biếng nhắc mang theo muôn vàn tào nhã vạn loại mị hoặc giống như nước giống như xương giống như muôn ngàn đóa hòa nở rộ giống như vạn cánh bướm bay. Chất giọng này chỉ có ở trên trời, người trần đã từng có ai nghe thấy, là tiếng ca chỉ có thể xuất hiện ở trong mộng. Thành âm dễ nghe, âm luật rất chuẩn, làng vàng như có như không, mang theo thành vận khiến lòng người say mê. Hòa Triều vũ cũng không để ý có bao nhiêu người đang nghe, nàng cũng không nhìn vẻ mặt của những người đang nghe nàng hát. Sư phụ nàng Huyên Phu Nhân từng nói, mỗi một lần ca hát hoặc đánh đàn đều là tự mình làm cho chính mình nghe. Cho nên nàng cũng không cần chú ý tới người khác Nàng chỉ cần đắm chìm trong tiếng ca của chính mình Hoặc vui, hoặc buồn, hoặc yêu thương Giờ phút này thuộc về nàng Chỉ riêng mình nàng Trong cõi hồng trần Nàng một mình độc hành trên đường Vĩnh viễn kiên cường đi về phía trước Ngửa mặt lên trời cười dài Mắt ngấn lệ long lanh chương 44 Cường hôn Một khúc kết thúc Hoa trời Vũ trở về chỗ ngồi của mình đưa mắt nhìn một vòng mới phát hiện mọi người đều đang trong trạng thái si ngốc bắc đế ngồi yên tại chỗ dạ phi dùng ánh mắt quyến rũ đánh giá nàng hiền vương vuốt râu trên mặt có vài phần khiếp sợ ai nấy cũng đều đang đắm chìm trong khúc nhạc vừa rồi chén rượu trong tay tiêu dận đã nghiêng đi những giọt rượu trong mắt đã đổ bớt ra ngoài nhưng hắn mặc kệ ánh mắt hắn sáng quắc nhìn về phía nàng còn đấu thiên kim tựa người vào ghế ôm cằm trầm tư kỳ kỳ cách tiêu nghịu như gà bị cắt tiết Rõ ràng không cần bác đế tuyên bố Cô nàng cũng biết mình đã bị Hoa Chiêu Vũ đánh bại Nhưng cô vẫn không cam lòng Đứng dậy đi đến trước mặt bác đế nói Bệ hạ, kỳ kỳ cách muốn tỉ thí vũ kỹ với cô ta Nàng ta không tin Lần này mình vẫn sẽ thua cuộc Giọng nói của kỳ kỳ cách phá vỡ không gian yên tĩnh Trên thảo nguyên lại vang lên những tiếng động ồn ào Thôi đi, hôm nay náo loạn như thế còn chưa đủ ấy sao một người đàn ông trung niên mặc hồ phục đi tới, quỳ dạp trước mặt bác đế nói, xin bệ hạ cho phép lão thần mang tiểu nữ xuống. Bác đế vẫy tay ý bảo người đàn ông kia dẫn kỳ kỳ cách theo, rồi nhìn về phía hoa chứ vũ, vẻ mặt ngưng trọng. Một lát sau, ông mới tuyên bố, trận tỷ thí vừa rồi, đan hoàng cô nương thắng. Ông ban cho hoa chứ vũ một ít châu báu, rồi say say chán tỏ vẻ mệt mỏi, dẫn nhóm hậu phi ra về. Ngày thứ nhất của lễ hội đã trôi qua như thế. Đêm đó mọi người đều ngủ lại trong trại ven hồ Tháp Nhĩ. Hoa Triều Vũ cũng được phân cho một chiếc trại xinh xắn, tuy chỉ ở tạm thời nhưng không thiếu thứ gì. Một cây gỗ tử đàn chia trại thành hai gian. Bên trên đặt một chiếc bình xứ cắm mấy cảnh hoa lan, trong cùng đặt một chiếc giường, bên ngoài bày ra một chiếc bàn trà với những chiếc ghế chạm trổ hoa văn. Trại này có phần thanh nhã hơn so với hồng trại trước đây của nàng. Màn đêm buông xuống rất nhanh, các con dân bắc chiều xếp củi trồng chất, rồi đổ dầu lên trên, đốt lửa trại ven hồ Tháp Nhĩ, bắt đầu một đêm hoan lạc. Ban ngày, Tiêu Dận đã lệnh cho thị vệ vào trong rừng săn thú, bọn họ liền đem những miếng đuổi hiêu béo, chắc ném lên trên, giặc đủ các loại gia vị, ngọn lửa cuốn lên, tỏa ra mùi hương mê người. Cũng có người mang nước từ hồ Tháp Nhĩ lên nấu canh thịt dê. Mọi người ăn uống ngấu nghiến, bắt lớn bắt nhỏ say xưa Đến cả bước đi của các cô gái cũng đã có phần siêu vẹo Cả trai lẫn gái đều mang theo hơi men trong người Kéo tay nhau tạo thành một vòng tròn ngân nga hát lớn lên Đồng thời ném những chiếc đai gấm vướng víu trong tay đi Hoa chứa vũ nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt Tính ham chơi bắt đầu trỗi dậy Nhưng chỉ một lát sau đã cảm thấy mệt mỏi Đứng dậy đi dọc theo bờ hồ Ánh lửa ngút trời Âm thanh hồ cầm và tiếng ca du dương vang lên vũ đạo nhiều sắc màu càng lúc càng cách xa nàng kỳ thật nàng có phần muốn né tránh nơi phồn hoa náo nhật này đối với nàng mà nói chỉ là một mộng cảnh dù có hy vọng đến đâu khi vừa tỉnh giấc trong đầu nàng chỉ hiện lên cảnh phụ thân chết đầy oan ức còn nàng thì trở thành kẻ phạm tội tha hương nơi đất khách quê người nàng đi thật xa nhưng cũng không có ai phát hiện ra nàng hồi tuyết lúc nào cũng bám chặt lấy nàng không rời không biết bây giờ đã đi đâu mất xem ra Tiêu dận nghĩ nàng có chạy cũng không thoát Thật ra cũng không sai Nàng còn có phần muốn ở lại nơi này Trong bụi cỏ phía trước Truyền đến tiếng nói chuyện Nghe giọng nói thì giống như là hồi tuyết Hoa chứ vũ đẩy hai bên vạt cỏ ra Vừa gọi tên hồi tuyết Vừa đi qua đó Nhưng cảnh tượng trước mặt Lại làm cho hoa chứ vũ kinh ngạc vô cùng Ở bãi cỏ phía trước Bên cạnh chỗ hồi tuyết đang ngồi có một chiếc dây lưng Mà bên cạnh cô ấy là liêu phong đang cởi chân hòa chư vũ đỏ mặt tía tai chạy khỏi nơi đó thầm nghĩ con gái thảo nguyên thật là quá cởi mở ban ngày còn thấy hồi tuyết có chút tình ý với lưu phong đến đêm hai người đã ở cùng một chỗ như vậy Tùy lúc còn làm quân kỹ nàng đã không ít lần nghe thấy trục hương với khách khanh khanh ta ta nhưng tận mắt nhìn thấy như vậy cũng có thể coi như là lần đầu tiên đêm trăng trên thảo nguyên thật xinh đẹp thật mỹ lệ đúng là nhân chứng của các cặp tình nhân hòa chư vũ quay người đi về phía trước khi tới gần trại của mình, nàng thật phân vân nếu mình vào trong, liệu có làm kinh động tới một đôi uyên ương khác hay không? Nàng đang lưỡng lự thì thấy tiêu giận dục ngựa chạy về phía mình, ánh trăng cực kỳ mông lung, thản nhiên chiếu lên người hắn giống như một vầng sáng màu bạc, áo tràng đen phần phật tung bay trong gió, dưới ánh trăng cả người hắn giống như thần tiên hạ phàm, hết sức tuấn mỹ, có lẽ là bởi vì ánh trăng trong hắn hiền hòa hơn ngày thường rất nhiều, không còn vẻ sắc bén và lạnh lẽo nữa đại hắc mã chạy tới trước mặt nàng tiêu giận kéo dây cương con ngựa hí lên một tiếng rồi dừng lại tiêu giận nắm dây cương trong tay ánh mắt sáng rực nhìn hoa chứ vũ tuy hai người cách nhau một thân ngựa nhưng không xa mà cũng chẳng gần thế nhưng hoa chứ vũ vẫn có cảm giác mình đang bị nhốt chặt trong lồng giam màu tím của hắn hoa chứ vũ khẽ cười định đi vòng qua tiêu giận vào trong trại nhỏ của mình ai ngờ mới đi được vài bước chợt nghe một tiếng bộp vang lên phía sau là tiếng một vật nặng rơi xuống đất nàng quay đầu lại nhìn thì đã thấy tiêu giận rơi xuống ngựa cả người nằm gục trên cỏ hoa chính vũ nhíu mày ngẩng đầu nhìn quanh không thấy một bóng người khinh vân và tế nguyệt không biết đã đi đến đâu chẳng lẽ hôm nay tiêu giận cho bọn họ nghỉ phép nàng bất đắc dĩ đi tới trước mặt tiêu giận vươn ngón tay đặt lên trên cổ hắn thấy mạch vẫn còn đập không giống như chúng độc nhưng ở khoảng cách gần như vậy cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn. Xem ra không phải chúng độc mà là hắn đã sai rồi. Không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Hoa chứ vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thình lình người nằm dưới đất đã duỗi cánh tay ra ôm lấy cổ nàng. Hoa chứ vũ không ngờ lúc tiêu giận uống say không biết gì nữa mà lực tay còn mạnh mẽ như vậy. Cánh tay hắn như siết kỳ chặt lấy nàng. Cơ thể hai người dán chặt vào nhau không còn một khe hở hơi thở đàn ông và mùi rượu tấn công về phía nàng hoa chứ vũ bị mùi rượu làm cho choáng váng vươn tay muốn đẩy tiêu giận ra thì bỗng cảm giác gương mặt nóng lên sau đó lan dần xuống cổ cuối cùng ngọn lửa ấm áp kia đặt lại ở trên môi nàng một lúc sau hoa chứ vũ mới biết nàng đã bị tiêu giận cường hôn mà lúc này đôi môi tiêu dận đang tàn phá hai cánh môi đỏ mọng tươi đẹp của nàng trần chọc cắt mút hồn đến trời đất nghiêng ngả hết chương bốn tập năm kết thúc tại đây các bạn nhớ like share video và subscribe kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé xin chào và hẹn gặp lại